Em này chào các bác nhá. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2021. Em là sĩ Hải Phòng. Mọi người xem video cho em xin một like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển nhé. Thì cái đợt vừa rồi là có cái sản phẩm Kiki S1 thì rất là nhiều bác có mua về và cũng chưa có hiểu rõ về cái chất kích S1. Thì cái S1 nó là cái chất Kiki và dùng được cho Kiki ở trên cuống hoa, thì không chỉ là sưu tầm cái thuốc kích ở chỗ em, còn sưu tầm ở rất là nhiều các cái đơn vị khác, và cũng có đặt ra cho em một số cái câu hỏi là ngoài việc kích chi cuống hoa ra thì cái chất S1 có thể kích được mầm gốc và kích chi trên thân được hay không. Thì hôm nay em sẽ làm cái video hướng dẫn cụ thể mọi người một cách cụ thể về cái kích chi S1. Thì cái kích chi S1 nó là cái cây chi chuyên biệt về kích chi. Đầu tiên là em sẽ nói nó là cây kỳ kích kỳ chuyên biệt. Thì cái thuốc này nó rất là nhạy đối với những cái cây lan phi điệp nói riêng và cây lan kiếm nói riêng. Còn đâu những loại khác thì em chưa có sử dụng thì em chưa biết. Thì như cô chú anh chị quan sát ở trên màn hình, đây là một cái cuống hoa mà nó làm ra được hai cái ki ở trên cái cuống hoa. Và hai cái ki này nó to một cách vượt bậc. Nó to hơn những cái ki bình thường của chú chị có thể đã quan sát. Đây là hai cái. Và cái này nó làm ra, ví dụ như cô chú anh chị có thể quan sát ở đây, nó đã ra một lần hoa. Một lần hoa và sau đó em sử dụng cái kích ki cuống hoa, nhưng mà em bôi nó khá là đậm đặc thì nó lại tiếp tục ra ở đây hoa tiếp, nó không ra ki cho em nữa mà nó lại ra hoa tiếp. Đây mọi người có thể nhìn, đây là nó ra một lần hoa rồi này, đấy cuống hoa bên dưới này, đấy nó lại ra tiếp tục ra ki tiếp. Thì cái cuống hoa này nó ra to như vậy rồi thì sau này mình vẫn có thể là tận dụng, mình làm được ki một lần nữa, tức là mình sẽ tận dụng, mình tiếp tục mình test lại được một lần nữa. Ví dụ sau này nó to thêm tí nữa mình lại ngắt đi, mình test lại. Nhưng mà nó sẽ mất thời gian cho mọi người hơn. Thì cái chất này là chất chuyên biệt về kích ki. Em nói lại một lần nữa là chuyên biệt về kích ki và kích mầm gốc. Thì đây em lại cho cô chú chị quan sát lại một cái nữa. Thì ở đây cô chú chị có thể là nhìn cái này là cái cuống hoa đây, cái đầu này nó đã bị thui. Thì ở bên này là ra được cho em một cái ki và ki rất là to. Ở bên này là một bông hoa. Đấy cây này trước đây thì em đã giới thiệu mọi người rồi. Và ở bên này nữa em cây này vừa bọn em nó cầm đi xuống kia rồi. Thôi cái đấy bỏ qua. Thì ngoài cái việc mà nó kích ki ở trên cuống hoa thì cái chất này nó có tác dụng là kích ki ở trên thân. Và kích ki ở trên thân thì nó rất là hiệu quả, hiệu quả rất là cao và ki rất to mập. Như cô chú chị quan sát ở trên màn hình, đây là cái cây cửu long cao phong, mà cái thời gian mà bên đơn vị cung cấp thuốc người ta bảo là chuẩn bị có thuốc kích ki chuyên biệt, kích được cả ki ở trên cuống hoa, thì em đã để dành lại ba cái chậu cửu long cao phong. Đây là một chậu, kia một chậu và đây một chậu, là ba cái chậu cửu long cao phong em có để dành lại để em test thuốc. Tại vì cái thằng cửu long cao phong như cô chú anh chị biết là nó rất là sai hoa. Nếu như mà một người chơi bình thường mà có cái chậu cửu long cao phong chơi thì rất là thích. Tại vì nó thứ nhất là nó bay 24 giờ và nó rất sai hoa. Như cô chú anh chị quan sát ở đây nó là một cái ki 51 nhưng mà hoa rất là nhiều. Ở trên kia em còn mấy chậu nữa. Đấy, mọi người có thể nhìn xa xa đầu ngón tay em đấy. Tí em đi ra em quay lại cho mọi người xem. Thì cây cửu long cao phong này nó cực kỳ sai hoa.
nó sai gấp đôi gấp ba lần so với cây năm cánh trắng Phú Thọ. Thì ở đây là em đã dùng cái thuốc kích Ki Pro Mỹ, em kích và cách một mắt, em kích một mắt và cái lỗ kích thì nó rất là nhỏ, mọi người nhìn đây rất là nhỏ, nhưng mà em để lại còn để chân để khi mình tưới nước thì nước nó ngấm vào đây và nó sẽ làm vợi đi cái nồng độ thuốc. Nhưng mà với cái cây cửu long cao phong thì nó rất là sai hoa và nó ra hoa cho em gần như là không tượt mắt nào. Đây, kết quả rất là sai hoa. Và cái chậu này thì em cũng quay vài lần mọi người xem rồi, rất là sai hoa từ dưới lên trên này. Để mọi người nhìn cuống hoa đây, em có bấu đi vài cái cho nó ít thôi. Đấy là cái cây cửu long cao phong và nó rất là sai hoa so với cái Ki Pro và cái cây Ki Duy Xanh thì dùng là tỷ lệ ra hoa rất cao. Nhưng với cái cây Ki S1 thì như cô chú anh chị có thể quan sát ở trên màn hình đây là em đã thao tác và em làm 3 chậu, cũng là 3 chậu cửu long cao phong thì nó ra hoàn toàn là Ki. Tại vì hôm trước em định làm cái video này rồi nhưng mà em đợi nó ra hẳn, thoát hẳn Ki ra thì em sẽ quay lại và em hướng dẫn mọi người cụ thể hơn. Thì cô chú chị đây là Ki, nhìn đây chắc chắn là Ki rồi, không phải không tuột đi cũng cả. Đây hoàn toàn là Ki, mọi người có thể là quan sát. Rồi. Tất cả đều là Ki hết. Và cái cây Ki này nó không có tính chất chạy, tức là mình sẽ làm ở cái mắt nào là nó sẽ ra ở cái mắt đấy. Đó, nó rất là hay là như vậy. Đây mọi người nhìn chưa? Và Ki lên thì rất là mập. Đó, cái thân này của em bị thối hôm qua, bác nào hỏi em là ở vườn nhà em có bị thối bao giờ không? Thối bình thường mà bác. Đây này em thối. Em còn cắt đi xong rồi em nhỏ cồn xong rồi nó vẫn cứ lan lan, em tức em nhỏ keo 502 vào đây này, mọi người nhìn nhá. Cái vết bóng này là keo 502 này thì nó khô luôn. Keo 502 nó nóng mà nó cháy, nó khô luôn. Đây này. Em nhỏ keo 502 mọi người nhá. Thì đây cô chú chị có thể nhìn này. Đấy, toàn bộ là Ki và Ki lên thì rất là mập. Bây giờ mới gọi là nhú lên thôi mà nó cũng rất là mập. Đây cây bên này cũng vậy. Thì gần như là không tượt một phát nào về Ki. Đấy thì em dám khẳng định cái chất này là cái chất kích Ki chuyên biệt để cho cô chú chị có thể là mua để sau này mọi người có thể là dùng làm một cách là cụ thể hơn. Đấy, rất là ok nha mọi người nhá. Không tượt một mắt nào và toàn là Ki thôi, không phải hoa. Đấy mọi người nhìn chưa? Hôm nay thì toàn Ki thôi, thì em đã làm video. Thì ở trên đây cô chú anh chị có thể là quan sát cùng một thời điểm, cùng một ngày em làm. Thì cái Ki ở bên này nó rất là nhỏ. Mọi người nhìn nó rất là nhỏ. Nhưng mà cái Ki ở bên này nó đã rất là to rồi. Thì cái này nó lại phải phụ thuộc vào môi trường. Cô chú anh chị để ở chỗ râm mát hoặc là để chỗ nắng nóng thì nó sẽ đạt được cái kết quả của mình. Đấy thì em xin nhắc lại là mình phải để vào chỗ râm mát thì cái Ki của cô chú chị nó lên nhanh hơn và sẽ mập hơn. Cái này em để ở ngoài nắng, ở ngoài gian bình thường. Còn cái này em cho vào chỗ mát và ăn ít nắng thì cô chú chị có thể quan sát Ki của nó rất là lớn rồi. Mà cùng kích một ngày, cùng kích một ngày và chênh nhau chắc là chỉ rơi vào tầm khoảng 5 đến 10 phút thôi thì được cái kết quả là một cái thì Ki rất là to và một cái Ki thì rất là nhỏ. Thì cái cách kích là như thế nào thì em xin mời cô chú anh chị cùng xem. Thì đây là cái vết mà em đã kích, em kích ở trên thân đây. Thì em đã dùng một cái que thép nhỏ, em gạch ở bên trên bề mặt cái thân này để nó vào cái thân bên trong này, qua cái lớp áo lụa một chút thì nó vào thân này. Em đã bôi trực tiếp cái thuốc kích Ki S1 vào đây và không pha tỷ lệ với nước. Nếu cô chú anh chị mà muốn nó nhanh ra dễ thì có thể là pha một nước và một kích Ki S1. Còn cái phương pháp thứ hai đó là cô chú chị có thể là quan sát ở cái
đít cái mắt ngủ, em đã cũng đã dùng một cái dây thép em gạch vào đây để cho nó tạo thành một vết xước qua cái lớp áo lụa. Sau đó là em bôi thuốc kích kỳ vào thì nó cũng được cái kết quả như ở bên này. Đấy, nhưng mà theo em, cô chú chị làm theo cái phương pháp này thì nó xa cái mắt thì tỷ lệ ra hoa của nó sẽ thấp đi. Đây, như cái bên này em cũng đã gạch ở dưới đít nó một tạo thành một vết xước nhỏ, sau đó mình bôi thuốc kích. Đấy. Thì cô chú anh chị bôi thuốc kích mà mình gạch, ví dụ mình gạch ở như này thì mình bôi nó không tràn qua mắt. Nếu mà gạch ở đít này thì cô chú anh chị là dùng cái lọ cô chú anh chị bôi nó qua mắt một chút là được. Còn nếu mà cô chú chị mà muốn kích kỳ ở trên cuống hoa thì cái này là em làm, là em cũng gọi là làm sau đó là em cũng để thôi, nhưng mà em không chăm sóc gì. Thì cô chú chị, đây là cái kết quả, đây là một cái kỳ này và đây là một cái kỳ này. Những cái nào mà nó nhọn nó đen, ví dụ như cái này là hoa, lại là hoa này. Đấy, cái này lại là hoa này. Đấy, tại vì em quan sát thì em nhiều lần thì em phát hiện ra đây là kỳ này. Đấy, thì cái phương pháp mà mình kích kỳ ở trên cuống hoa như thế nào thì đây cô chú chị có thể quan sát là những cái kỳ ở trên cuống hoa này là em đã pha cái S1 tỷ lệ là một nước và một thuốc, sau đó là em bôi trực tiếp vào cái cuống hoa. Đây mọi người nhìn chưa, thì em đã bôi trực tiếp vào cái cuống hoa và nó được cái kỳ như này. Đấy, hai. Có những cái thì nó không ra, ví dụ như cái này là không có thấy nó ra được một cái nào, hoặc là nó sẽ ra chậm hơn, tại vì cái này nó có cái lớp áo lụa nó hơi dày này. Đấy, thì em sẽ mời cô chú chị xem qua một loạt, sau đó là em sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về cái kích kỳ ở cuống hoa. Đây mọi người nhìn chưa, đây, đấy mọi người nhìn chưa, bên này. Đây là cái thuốc mà em bôi thì nó ra cái kỳ rất là to khỏe. Tại vì khi mà mình bôi cái thuốc thì là cái thuốc ấy nó thu hút dinh dưỡng tập trung vào để nó nuôi, thì là cái được cái kỳ nó rất là khỏe. Đây mọi người nhìn cái kỳ này. Đấy, nó không thua kém bất cứ một loại kỳ trên thân nào. Đấy. Cái này đang lên đây. Thì cái kích ở cái kỳ ở trên cái cuống hoa như thế này thì cô chú anh chị lưu ý cho em pha một nước và một thuốc, sau đó là mình sẽ bôi trực tiếp vào cái mắt, cái cuống của cái bông hoa. Ví dụ như là cái cuống này chẳng hạn, thì cô chú anh chị là bôi trực tiếp vào cho em từ cái đầu móng tay của em lên hết cái cuống hoa là được. Nhưng mà trước khi bôi cái thuốc thì cô chú anh chị ngâm cho em cái đoạn thân này vào nước trong vòng 10 đến 15 phút để cái áo lụa này nó mềm và nó có độ thấm nước cao hơn thì nó sẽ bắt được cái thuốc nhiều hơn. Đó là cái việc mà cô chú anh chị cần làm khi mà mình kích ở cái cuống hoa. Thì cái kích ở cuống hoa thì cũng phải phụ thuộc vào tay nghề của cô chú anh chị, người là có bàn tay dẻo đẹp, múa dẻo thì là sẽ làm được tốt hơn, người nào mà bàn tay cứng thì sẽ làm được ít hơn. Ví dụ như cái kỳ ở trên thân cũng vậy thôi. Cô chú chị để ý là có những cái người ta làm kỳ ở trên thân thì đạt đến 90%, nhưng mà có những người chỉ làm được 10% đến 20%. Đấy, chứ không phải là cô chú anh chị cứ mua cái thuốc về mà bôi vào là nó lên, thì là không có, chả có cái thuốc nào như vậy. Nó còn phải phụ thuộc vào cái đôi bàn tay của cô chú anh chị. Còn trở lại cái vấn đề mà làm những cái mầm, đây như cô chú chị có thể là nhìn ở đây là những cái mầm này người ta gọi là mầm lỡ, nhưng mà em thì em sẽ không đánh giá nó là cái mầm lỡ, tại vì bây giờ nó đang là mùa sinh trưởng và phát triển thì nó vẫn là mầm. Thì cô chú chị có thể là dùng cái thuốc kích kỳ S1, mình hoa tỷ lệ một nước và một thuốc, sau đó mình bôi vào cái mắt ngủ thì nó sẽ được cái kết quả như thế này. Nó rất là dễ làm và dễ thao tác. Trước khi làm mọi người lưu ý cho em là cũng tưới nước trước 30 phút. Đấy, nó sẽ được cái kết quả như thế này.
ở trên này đây, như ở trên này cô chú anh chị có thể là nhìn thì ở đây em có một cái kỳ này, cái này gọi là cái mầm, cái mầm này là mầm phụ đấy. Thì trước đây là vì lý do là cái hai cái mầm này nó lên lớn thì là nó sẽ ăn chanh, cái ông này nó không thể lên được tại vì nó quá nhỏ. Thì em có tác động, em bôi một phát rất là nhẹ, nhưng cô chú anh chị có thể là nhìn đây là cái này là nó sẽ giải quyết hết vấn đề là nó lên đây rất là to, còn to hơn hai cái mầm, rõ ràng hai mầm này lên trước nhưng mà nó ra sau nó vẫn cứ to hơn rất là nhiều. Còn đây là cái kích mà em dùng bằng Key Pro thì cái key nó lên rất là nhỏ, ở đây mọi người có thể nhìn nó lên rất là nhỏ. Đây cô chú chị có thể là quan sát ở đây, đây là những cái mầm lỡ em làm lên, mầm nó rất là to và khỏe, là cái thuốc kích kỳ S1 nó đạt được những cái kết quả như thế này. Thì mọi người sẽ bảo là cái này chăm nó sẽ rất là khó tại vì nó còn đang nuôi cái này, nhưng mà không khó tí nào. Mọi người nhìn ngọn này đấy, những ngọn nó đi, lá nó đi rất là khỏe, lá đi rất là khỏe của chú chị, mà mầm lỡ nó vẫn ra ầm ầm. Đây cô chú chị có thể nhìn những cái mầm rất là khỏe, rất là chắc khỏe. Ví dụ như em nói 1-2 cái thì mọi người sẽ bảo là ăn may, nhưng ở đây nó rất là đều nhau, rất là khỏe. Còn cái thuốc S1 mà ví dụ cô chú chị bôi đậm đặc thì nó có kết quả như thế này đây. Đấy cô chú chị có thể là nhìn đây là một cái kỳ và ba cái lách lá. Đây lách lá thứ nhất này, lách lá thứ hai này, và cái lách lá cuối cùng này, nó ra ba bông hoa. Đấy thì là nó đặc quá, nó sẽ là nó ức chế sinh trưởng và nó như kiểu nó lực lưỡng quá thì nó dồn lực nó ra được ba bông hoa. Đấy mọi người nhìn chưa, bên này thì là một cặp sừng trâu. Đây là em thừa thuốc em bôi vào đây, và cái thuốc này nó cũng khá là nóng, khi mà bôi vào thì nó cũng cháy của em mất vài cái rễ ở đây, nhưng mà không sao. Đấy là cái mà em muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Đây kết quả kỳ lên rất là khỏe. Rồi em là Sĩ Hải Phòng nhé, mọi người xem video cho em xin một like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển nhé.